第46課、渡します、đưa cho, giao cho、帰ってきます、về, trở lại、出ます、xuất phát, chạy、バスが出ます、xe buýt xuất phát、届きます、 đến、荷物が届きます、 hành lý đến、入学します、 nhập học、大学に入学します、 nhập học đại học、 卒業します、 tốt nghiệp、 大学を卒業します、 tốt nghiệp đại học、 焼きます、 nướng, rán、 焼けます、 nướng chín、 パンが焼けます、 bánh mì nướng、 肉が焼けます、 thịt nướng、 留守、đi vắng、宅配便、dịch vụ chuyển đồ đến nhà、原因、nguyên nhân、こちら、đây、đằng này、のところ、quanh、xung quanh、半年、nửa năm、ちょうど、vừa đúng、たった今、vừa mới rồi、今いいですか、bây giờ tôi làm phiền anh có được không ạ? 会話、バスサービスセンター、trung tâm dịch vụ ga、バスレンジ、bếp ga、具合、trạng thái, tình hình、申し訳ありません、xin lỗi、どちら様でしょうか、ai đây ạ?お待たせしました、xin lỗi vì để anh chị phải đợi、向かいます、hướng đến, trên đường đến、読み物、ついています、may mắn, hên、床、sàn nhà、転びます、ngã、ベル、chuông cửa、鳴ります、 reng, kêu、慌てて、vội vàng、順番に、theo thứ tự、出来事、sự việc、